Nha. Hôm nay tụi em được đi coi xiếc cả nhà ơi. Ở đây 15 năm rồi, lần đầu tiên mới được đi coi xiếc nha cả nhà. Mà vé này á là vé được miễn phí á nha, được người ta cho nha, nó sướng vậy. Và vé xiếc ở đây cũng gần 150.000 á. Ý, 150 đồng chú anh. Có xiếc rồi mấy con nít khoái rồi. Hôm nay trời không có nắng nha cả nhà ha. Trời còn âm u quá. Mùa hè năm nay tới trễ quá nhà ơi. Đó, thấy xiếc rồi chưa? Thank you. Nè, vé nè. Đây là vé xem xiếc nè cả nhà ơi. Đó, viên khán đài xiếc nè. Dạ. Rồi, mời cả nhà cùng tụi em đi coi xiếc nha. Sắp hàng quá trời, đẩy xe lên chút xíu nè. Đó, đông người lắm. Như ở công ty mà công ty địa ốc ở đây nó tổ chức miễn phí cho người dân coi. Thấy không, vừa được cho xem xiếc miễn phí, vừa được cho nước ngọt với bắp rang ăn nữa chứ. Rồi. Otta Vietta nè, được ha. Otta. 8 vé là được 8 chai nước ngọt với 8 hộp bắp rang. Đó, mọi người thấy không? Nè. Nói vậy là nước nào? Để đổi đi con em. Thôi kệ không sao đâu. Đó, sướng chưa? Vừa có bắp rang ăn nữa nè. Mới nãy đứa nào nó không vô vậy ta hả? Con chứ cơ chưa thấy mồ luôn á. Đông người vậy sợ chưa? Trời ơi quá trời bắp rang luôn, no luôn. Rồi, giờ coi xiếc cả nhà ơi. Ủa gì đã chưa? Đã chưa? Hên này nó không có bản nhạc nha, bản nhạc bị bản quyền có mệt. Kiếm chỗ ngồi luôn. Qua wow, đồng một cả nhà ơi. Đi theo má mà coi. Hôm nay là nhân dịp công ty cho mướn nhà ở đây là tụi nó sinh nhật 80 năm. Cho nên tụi nó tổ chức cái xiếc này cho những người dân sống ở đây. Hai chú hề à. Khởi động á, khởi động khán giả ha. Thấp còn em đâu? Em thấp còn chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xíu có một cà đã luôn á nha Thành ha. Ăn chiếc cùng với gia đình của tụi em nha. Bây giờ đang thời gian nghỉ giải lao. Chốt và quay lại nữa. Sắm ơi, vui không? Vui không? Siết vui không? Vui hả? À, vui ha. Đây là mũi động. À, đang giải lao nha. Để mọi người ủng hộ mua nước uống với bắp rang đồ này nọ. Nói sao nói chứ 3 năm dịch rồi không có mở, không có chơi mấy trò chơi này. Nãy cho bà coi đây, nãy cho bà coi đó. Ở đây cũng lạnh lạnh chứ bà không? Ờ, vậy mà nãy giờ đừng có áo hoài à. Thế này, nhảy đi cho bà coi đây. Đẹp quá. Nhảy rồi, nhảy rồi. Phái rồi, phái rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Sấm Sấm biết chúa đã đi coi xiếc ha.
cũng khoảng gần 2 tiếng nha cả nhà. Bây giờ là kết thúc rồi, bây giờ tụi em chuẩn bị đi về. Anh Kiều, mọi người đã xem ủng hộ kênh của tụi em nha. À mấy đứa coi xiếc vui không, hay không? Vui. Hay. Rồi xiếc có gì nữa? Vừa hay mà. À, vừa có popcorn ăn nè, vừa có coca uống nữa, bà này có đồ chơi nữa. Hãy xem xong, hãy đếc số. Diễn viên rất là đẹp nha mọi người, diễn viên siết rất là đẹp. À, đàn ông thì 6 muối, đàn bà thì 2 muối. Thấy vậy chơi cho vui nha mọi người. Diễn viên rất là đẹp và rất là hay. À, mình nhà mình xem rất là hài lòng. À, rất thanh kiều những người cho nhà mình vé nha. Rồi, thôi, tạm biệt cả nhà nha. Hôm nay cho cả nhà đi xem xiếc với tôi, với gia đình em rồi. Dạ, tạm biệt đại gia đình nha. Chúc đại gia đình vui vẻ và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.